mình biết mình kiểu cách mình ăn sáng. Rồi nhà mình chờ xíu. Ở đây là rất cái hay là của mấy cái bãi xe của Nhật á, nó có cái số thứ tự trong đây hết. Để hãy coi coi bác tài số mấy, xe đậu ở ô số mấy. Là xe mình đậu ở ô số 8 nha. Xe đậu ô số 8 mà không có dời ô số khác. Đó là cái quy định đậu xe ở bên đây. Xe mình sẽ đậu ô số 8. Thì bây giờ là 2 giờ 56 phút, 1 giờ 35 nha. Mình đi một vòng trong đó khoảng 15 phút thôi. Thì 1 giờ 35 á, nhà mình quay ra trở lại xe nha. Bây giờ nhà mình giúp Hải, thứ nhất á, là đi cùng với Hải để vào bên trong. Trời ơi, cái gì mà như khùng vậy nè trời. Đi tiếp tao, để tao chụp cho. Rồi quay mặt lại nè. Quay mặt lại tao ơi. Quay mặt lại. Tốn. Thôi mẹ. Thôi được rồi đó. Rồi đi. Mình vô, ai có là tranh thủ vô bên trong. Đi, ta đi à. Thôi không nói, không ngậm tới mẹ ta. Rồi, ai chưa có vé? Anh có vé, ok. Cái mắt quá.
Đổ cái tay. Ủa mẹ nãy mẹ có lấy tờ rồi được rồi. Cái chùa. Ông nào mà lớn vậy ta? Ông vua gì hả? Thì ông vua gì vậy, biết đâu. Vua gì vậy? Lớn quá là trời ơi. Là nước chiếm dụng cho nên làm thành chùa luôn. Cái này linh lắm, người ta tin á, không được vô trong thì chỉ được ở ngoài chụp hình thôi. Không chụp hình đông người nè. Thiệt có da thiệt á. Cho tôi chụp hình nữa không?
hành đạo đâu có nổi đâu. Tiền không là tiền nè mà. Toilet không? Đi toilet đi. Hello. Chút. Ừ. Tôi nhớ được cái gì? Nhớ được cái gì? Nhớ được cái gì? Allora io l'avevo chiesto al vecchietto,
Đại mất cái nổ nhé, cái sốt cái đó.